Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Con tên Lê Bảo Huy, pháp danh Thiện Minh, nay con xin phép được thọ trì đọc tụng bài kệ trong phẩm số 12 trên Địa Tạng Bộ Nguyện Công Đức. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chim ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần. Hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột ra, lối khôn nghĩ đến đều không biết, em giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình. Cảm thương chim lễ biệt chẳng đành, 21 ngày, luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau. Nếu được không lui lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao, Bồ Đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sinh, người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chim lễ, đại sĩ hình, nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành. Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành, có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách. Dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sót mất, người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mỏi bề. Y phục uống ăn các ngoại cụ, cúng dường địa tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bài trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ân trọng cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng dối luống, trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chim bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài, chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hỏa hoạn người lìa nhau. Ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào, dốc lòng chim lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay, nhẫn đến chim bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường. Sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chim ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quán Âm lóng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuộc chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ. Như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chim lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dân y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh tử khỏi, Quan Âm nên biết gắn tuyên bài, truyền khắp hằng xa nhiều nước cõi. Con xin đem công đức đọc tụng học thuộc bài kệ trong phẩm số 12 kinh Địa Tạng hồi hướng cho khắp tất cả các chúng sanh trong ba đường ép, địa ngục, ngạo quỷ, súc sanh. Mong tất cả các chúng sanh sớm tiêu tan nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn phước đức, có nhân duyên với Tam Bảo cùng với Địa Tạng Vương Bồ Tát, sanh tâm hiếu kính, nhớ ơn và sớm được các ngài độ thoát trong tương lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Ha ha ha, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.